chúng ta càng thêm thiết tha mong nồng. Có anh có em chung lòng, cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai, chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xứ xa. Em thương mẹ cha, em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Chàng trai đừng quên lời mương cắm câu, đồng xa đồng sâu ngại chi gian cầu. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, chịu anh tay tính we'll be right back.
sớm chiều ngày chỉ dần lâu thắm tình trầu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Đi về nhà anh sẽ dắt em theo. Hôm nay anh dắt em về, ra mắt tia ma dưới quê. Ai cũng khen là em xinh đẹp nhất trong vùng. Em có bằng lòng lên xe bông làm vợ anh không? Tình này trao em anh hứa yêu em thật lâu. Có nhau trong vòng tay, cuộc đời này đẹp biết mấy. Tình yêu này luôn nóng cháy, ngất ngây như trên trời bay. Hạnh phúc đôi ta cùng nhau dừng xây tương lai. Đời còn nhiều trong gái anh những cho em bờ dài. Rồi anh sẽ rước em về.
con mong cho hai bà con gái là bạn của chúng ta gái hướng dẫn cho chúng tôi là tôi rồi cũng lúc mà với mắt đây tía lo, vàng cây thì đây má cho, vàng cao dầu ngày lành.
năm xin má xin ba là biết em liền. Chờ lâu thì đâu có hay, chờ lâu thì sẽ mất ngay. Cho nên anh tính là ngỏ ý hai nhà kết tình thông gia. Hôm nay ngày vui phố gian gần xa xa, ta kết duyên vợ chồng. Họ hàng cười cười nôm na bấy lâu mà anh không biết chồng. Xây đắp ông tình bằng lòng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh cứ em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu. Hai ba mình vô cái chân phần trong luôn, không xây đừng đợi về. Chúc cho được vợ chồng son, có thêm bầy con đẹp ý thề. Lần chán ta vui ru mừng, hai cháu tân lan chỉ ngập ngừng. Nhớ lấy cụ thể thương nhau, đến khi bạc hai mái đầu. Nè cô ba, thương là thương là thương thấy luôn người ơi. Chưa cài gì, sau mấy năm cùng chơi có gì thành đôi cuộc đời ta đâu được mấy phiền. Vui lên em, chờ ngày ba má tấm ân xuôi. Chuyện rồi hôm qua đúng ngày mùng ba năm sau lại mình thêm vui. Thương em thân gái ngốc nga nhưng phải xa mẹ cha.
trần, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang trong pháo vui, theo kiểu hoa có đôi phụ xe. Con trông đợi bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi, đâu cho. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đo bốn phương, đứng đầu nón giữa đêm vừa xuống. Nhà máy chơi rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng muôn ngàn, em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần, nhưng nhắc trời tỏ xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, màu đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này
ngày anh sẽ cưới em. Lúc bàn xa chắc không kịp mời. Đầu chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vừa xuống. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Rồi nhìn về ánh sáng giùm con đây, nhìn về đây à. Rồi nở nụ cười lên đẹp lắm bà ơi. Cười lên à. Rồi hai bà nhắm môi cho cháu lấy cái đất đi. Rồi cho chàng vỗ tay ha, vỗ tay. Rồi mình tặng quà cho cháu luôn. Mãi đây. Ở đây bà ba. Rồi ai đi tiền mặt thì bà ba cho ai chịu cái tí thôi, đi vô. Rồi mời hai cô về chỗ. Rồi biết là cô thấy ai đó. Trời ơi, bà Năm ơi, hút nha. Trời lớn của tôi gửi. Trời ơi, bà Năm. Trời ơi, bà Năm. Trời ơi, bà Năm. Trời ơi, bà Năm. Rồi, nhìn mấy ảnh con đây à. Rồi, đừng có lùi nhà đúng không?
Mong cao sang chỉ mong ngài kết duyên cao trọng,
mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắt son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Cưới hồng, chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Cổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu nhau luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Sẽ cho chúng ta tất cả đến một lúc nào đó thì tình yêu không còn là phép thử nữa, thì sẽ hóa thành một tình cảm khác, và cái tình cảm đó nó sẽ ấm áp hơn tất cả rất nhiều. Dù có mệt mỏi đến đâu, luôn sẽ có ai đó luôn dịu dàng bên ta, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và cùng tự hành vượt qua tất cả. Giờ phút này đây, chiếc trời gốc bể đã không còn xa nữa, họ sẽ cùng đặt chân đến một thứ tình cảm thật tuyệt vời nhất, đó chính là tình yêu. Chúng tôi xin được mời toàn thể tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu để tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón nghi thức lễ tân hôn chú rể Hoàng Di và cô dâu Kiên Thới. Tuyệt vời là ngày hôm nay, và đó chính là chủ đề của lễ tân hôn của chú rể Hoàng Di và cô dâu Kim Thới. Cho phép bắt đầu cũng xin được thay mặt cho chủ gia, đó chính là chủ tịch ngày hôm nay, ông Phạm Ngọc Hiền cùng với bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, và đi theo cùng đó chính là dịch vụ âm thanh ánh sáng Thanh An cùng với dịch vụ nấu ăn Út Lành. Cho phép chúng tôi cũng xin được gửi lời chào, lời cảm ơn và lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị. Di Phước Hậu thì cảm thấy định mệnh là một thứ gì đó rất là tuyệt vời. Cũng giống như đầu tiên Hoàng Di và Kim Thới, họ chính là hai người xa lạ, nhưng tình cờ họ được gặp gỡ, được yêu nhau và trao nhau tất cả những điều tuyệt vời ấy, đó chính là định mệnh. Ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn là ngày mà tại gia đình của ông Phạm Ngọc Hiền cùng với bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa đã cùng chính thức mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng đến đây để cùng chung vui trong buổi lễ tân hôn của chú rể Hoàng Di và cô dâu Kim Thới. Và đặc biệt hơn nữa, có sự hiện diện của bên nhà gái đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Kính thưa với tất cả vị, ông bà chúng ta hay là có hy vọng trai lớn lên thì phải lấy vợ, gái lớn lên thì phải lấy chồng. Duyên là do trời định, phận là do trời tạo, có được hạnh phúc đó chính là sự tác hợp của hai bên gia đình. Cho phép chúng tôi cũng sẽ được mượn sân khấu này và mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, và bên chúng tôi sẽ trang trọng và chào đón những vị khách của hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể. Đầu tiên, về phía chủ gia đó chính là họ nhà trai, chúng tôi sẽ được trân trọng và mời bước lên sân khấu ông Phạm Ngọc Hiền và bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, đó chính là song thang của chú rể Hoàng Di. Một tràng vỗ tay thật lớn cho họ nhà trai của chúng ta quý vị ơi, thật lớn của tất cả vị, để tất cả vị chúng ta cùng chào đón bên thông gia đến từ ấp 2, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chúng tôi xin được trân trọng và mời bước lên sân khấu ông Huỳnh Văn Sĩ và bà Nguyễn Thị Lệ, đó chính là song thân của cô dâu Kim Thới.
Một tràng vỗ tay thật lớn cho họ nhà gái của chúng ta. Và ngày hôm nay, cô dâu và chú rể, họ đã cùng cập bến để cùng đến với tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng người cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, đó chính là những người luôn âm thầm, luôn hy sinh tất cả, đó chính là cha và mẹ. Và xin được cảm ơn cha và mẹ rất là nhiều. Chắc có lẽ là nghi thức đầu tiên mà chúng tôi cũng xin được gửi để cho tất cả vị chúng ta sẽ cùng thấy, đó chính là hai họ Nguyễn và Quỳnh sẽ cùng bắt tay bên nhau trở thành thông gia chung một nhà. Xin được trân trọng kính mời. Thì tất cả đều đã là con ruột chung của một nhà. Xin được chúc mừng cho gia đình rất là nhiều. Kính thưa với tất cả quý vị, tình yêu đó chính là sự đồng đều kỳ lạ của hai trái tim. Như xem ai đó là cả một thế giới và muốn ở bên ai đó như cả một cuộc đời này. Giờ phút này đây, họ đã cùng nắm chặt tay nhau, đã cùng bước qua tất cả mọi gian nan thử thách, để rồi ngày hôm nay hai tiếng thân thương vợ chồng đã cùng về chung một nhà, sẽ cùng lo lắng cho nhau. Chúng tôi sẽ được mời tất cả các vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu chính để tất cả vị chúng ta sẽ cùng chào đón. Và đó chính là chú rể Hoàng Duy và cô dâu Kim Thới. Tất cả quý vị và trên sân khấu chúng tôi giờ phút này đây, đó chính là tình thông gia thật là tuyệt vời nhất. Và bên cạnh đó chính là tình yêu tuyệt vời của đôi bạn trẻ. Nhưng chắc có lẽ là sự hiện diện của toàn thể tất cả quý vị là tình yêu to lớn nhất, vinh dự lớn nhất. Cho phép đại gia đình chúng tôi xin được gửi lời chào đầu tiên, đó chính là lời cảm ơn trân trọng gửi đến tất cả các quý vị. Tình yêu đến với chúng ta như là một cơ hội hay là một thử thách. Nhưng chắc có lẽ những người yêu nhau họ sẽ hiểu tình yêu đó chính là không thể thiếu nhau trong cuộc đời này. Nghi thức đầu tiên sẽ được mời cô dâu chú rể hãy cùng tiến đến tháp rượu để chúng ta sẽ đánh dấu cho những kỷ niệm đẹp nhất, tuyệt vời nhất của tình yêu. Màu đỏ của rượu là màu của tình yêu. Rượu được ví như nước và mật ngọt, nước tưới cho tình yêu kiếm đường thấm, mật ngọt sẽ cùng tô điểm cho tình yêu mai sau và mãi mãi. Và chắc có lẽ là sự lãng mạn, chú rể Hoàng Duy ơi, hãy hôn nhẹ cô dâu Kim Thới cho mình một cái ạ. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Phút trăm năm xin hãy gọi anh là nắng, còn em là hoa, để ánh nắng chói chang sẽ làm hoa thêm rực rỡ. Xin hãy gọi anh là gió, còn em là mây, gió vờn mây với tình yêu chúng ta mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời này. Đối với cha, đó chính là người tuyệt vời nhất. Chúng ta có thể mượn bầu trời xanh để làm giấy miêu tả về đề tài của người cha, đó là một điều khó khăn. Cũng như chúng ta mượn nước cao sông dài để làm thức con người mẹ lại là một trở ngại. Không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng của cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Xin được mời cha và mẹ hãy cùng nhấp ly rượu ạ. Và chắc có lẽ là nghĩa cử. Và hai ly rượu còn lại để minh chứng cho tình yêu, cũng giống như một câu nói, hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ. Xin được mời cô dâu chú rể hãy cùng câu tay lại bên nhau để chúng ta sẽ cùng nhấp ly rượu giao môi. Dù thời gian cứ trôi đi, dòng đời cứ thay đổi, nhưng đối với chúng ta, tình yêu mãi mãi trường tồn và tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay, sự hiện diện của toàn thể các quý vị đã cùng đến đây để cùng chung vui trong gia đình. Đó chính là một ngày hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với gia đình chúng tôi. Cho phép đại gia đình chúng tôi sẽ cùng mượn những ly rượu ở trên sân khấu và mời toàn thể tất cả các anh chị, cô chú, chúng ta hãy cùng rót tất đầy những ly bia, nước ngọt và chúng ta hãy cùng giơ ly cao lên có được không ạ? Ly đâu? Ai hồ lớn nhất thưởng cho chỉ vàng? Đó, xong rồi đó.
Sẵn sàng chưa? Gia đình ơi, mình mời nha, bắt đầu nha. 1, 2, 3, yêu. Hai ba gia đình chúng ta cùng một cái đi ạ. Uống cạn 100% luôn. Đó chính là một điều tuyệt vời nhất. Như vậy thì cho phép Phước Hậu cũng sẽ được thay mặt cho chủ hôn, đó chính là ông Phạm Ngọc Huyền cùng với bà Nguyễn Thị Mỹ Khoa. Trước tiên thì chắc có lẽ là chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị đã cùng có mặt trong buổi lễ tân hôn của ngày hôm nay. Và trong quá trình phục vụ chiêu đãi có gì sơ sót thì cũng kính mong tất cả quý vị vui lòng và thông cảm cho bên gia đình. Và bên gia đình chúng tôi thì cũng sẽ được chúc cho tất cả quý vị là thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, gia đình nhiều hạnh phúc. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và xin được mời hai ông, chúng ta sẽ cùng xuống bàn tiệc để cùng gặp gỡ những vị khách quý của mình. Xin được mời. Và tiếp theo thì xin được mời hai bà thông gia hãy cùng tiến lên trên ạ. Và xin được mời hai bà, chúng ta sẽ cùng xuống bàn tiệc để cùng chiêu đãi lại những vị khách quý. Thế nhìn nào, khi bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ học được cách yêu thương và san sẻ. Và khi bạn yêu một ai đó thật lâu dài là bạn sẽ cảm nhận rằng tình yêu. Ta sẽ cùng tiến hành một nghi thức thật tuyệt vời, quan trọng nhất. Nói này bí rồi quý vị ơi, chúng ta làm cái gì bây giờ ạ? Hay là mình cho xuống? Hôn đi có nghĩa là vừa đi vừa hôn ha, phải không ạ? Rồi sẵn sàng chưa? Đối mặt bên nhau. Và tất cả quý vị cũng không quên, hãy cùng cổ vũ thật lớn, hô thật lớn, hoặc tất cả quý vị nâng ly lên và cùng chúc mừng cô dâu và chú rể sẵn sàng chiến đấu. Món lẩu dừng lại 5 phút giùm em. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Trong đời em vẫn lâu nay được yêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng.
là hoàng tử. Anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em đắm say trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như su hồn anh, mộng hoàng đắm say. Hỡi người yêu, em như là ánh sao vươn lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Như những phút thần tiên, bên em nằm ngất ngay, trao sẵn trong lòng anh, đam mê mà say. Mình yêu nhau đi, và yêu nhau hoài nhé em. Một nhạc đi, mình vui đêm nay, và cho nhau tình đắm say. Để em yêu người, tình anh là ngàn muôn đời. Rằng anh yêu em nhất trên đời. Chỉ mình em thôi. Mình yêu nhau đi, và yêu nhau hoài nhé em. Vì bài bên nhau, cùng say sưa cùng nhạc tình. Bây, người yêu của em không cần giàu sang nơi nào, chúng ta sẽ cùng giao lưu đầu tiên không ạ? À? Em sẽ được mời ạ. Em chắc rằng nào tới nơi chiều vàng hôn lên làn tóc, nơi một lần không gian đổi mới, đó hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành phương biển xa.
Xin xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu kéo theo đàn trai mưng mông, coi bối mi ngày hài lòng. Nàng người anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đến mong ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu kéo theo đàn trai mưng mông, coi bối mi ngày hài lòng. Nàng người anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Dàn nhạc sắp sinh sắp sinh, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi bên nhìn tụi nó tính bởi bên. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thằng xui thêm thằng cu, hay cô công chúa lại càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mưng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng người anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gọi đấy. Thank you.